Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 156. Có đoàn tụ với Thượng Đế, chúng ta mới mãn túc. Đức cha chúng ta trên trời không bao giờ nhìn vào cái gọi là tội lỗi của chúng ta, bởi vì đối với Ngài, chúng ta không bao giờ có tội. Chúng ta chỉ lầm lỗi mà thôi. Quên mình là chúng sinh cao cả. Bởi thế cho nên lúc nào Ngài cũng gửi một người đặc biệt nào đó tới đây, như là Chúa Giêsu, Đức Phật, Krishna, Mohammed, Đạo sư Nang Nát hoặc các thiền sư, kể một vài làm thí dụ. Chỉ cho chúng ta cách nhớ lại rằng mình thật sự là chúng sinh cao cả nhất có thể tưởng được trong toàn cõi vũ trụ. Ngài thiên thần cũng phải ghen tị với chúng ta, thậm chí thiên thần vĩ đại nhất cũng phải phục vụ chúng ta. Quý vị có thể nào tưởng tượng được không? Trong khi đó thì chúng ta lại đi cầu nguyện thiên thần, như họ là nhân vật bảo hộ vĩ đại hơn mình vậy. Cũng đúng, nhưng họ chỉ vĩ đại hơn khi chúng ta còn vô minh, không biết sự quang vinh của chính mình. Một khi chúng ta biết được mình là ai rồi, thì lúc đó họ sẽ đứng một bên phục vụ chúng ta. Vì chúng ta được tạo ra trong hình hài Thượng Đế. Giả sử chúng ta có thể lên thiên đàng bất cứ lúc nào mình muốn, giống như chúng ta đã có thể sau khi tâm ấn, thì tùy vào sự tập trung mà quý vị được lên thiên đàng cao hơn hay thiên đàng thấp hơn một chút. Tất cả mọi người đều lên được và tất cả đều thấy Thượng Đế một cách khác nhau. Giả sử chúng ta được lên thiên đàng sau khi đạt tới một trình độ khai ngộ nào đó cao hơn do sự tu hành chăm chỉ mỗi ngày, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả thiên thần, tất cả những chúng sinh vĩ đại với hào quang sáng chói không tưởng đứng sắp hàng hai bên chào đón chúng ta. Chúng ta thật sự là như vậy, còn tốt hơn cả sự tiếp đãi trên thảm cỏ. Và nếu Thượng Đế nghĩ rằng chúng ta thật tình xứng đáng được nhìn thấy Ngài, một thể nghiệm không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, thì chúng ta sẽ tan chảy như nước đá trên Hy Mã Lạp Sơn dưới ánh mặt trời tháng 6 vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy mình như em bé, cảm thấy vô cùng sung sướng. Thể nghiệm tuyệt vời nhất mà người ta diễn tả trong quan hệ giữa hai người là khoái lạc về sinh lý, thật ra cũng không có gì đáng kể so với thể nghiệm kia. Tôi phải nói như vậy để quý vị có một cái gì đó mà so sánh. Còn không thì không làm sao diễn tả được sự phúc lạc của thiên đàng. Khi quý vị đang ở trong trạng thái cực lạc, khi quý vị đang nhập định, khi đối diện với Thượng Đế, có khi Ngài muốn hiện ra là một hình ảnh hay một khuôn mặt. Tùy mình muốn thấy Ngài như thế nào thì Ngài có thể hiện đến như là Đức Mẹ hay Đức Cha. Nhưng Ngài cũng có thể chỉ là ánh sáng huy hoàng và hàng ngàn mặt trời ở xung quanh. Tuy nhiên quý vị cũng có hàng ngàn mặt trời ở xung quanh chính mình, vì đó là lúc linh hồn quý vị được thoát ra. Nó phát ra hào quang như vậy và quý vị là ánh sáng. Tất cả các kinh điển đều nói với chúng ta như vậy, rằng chúng ta là ánh sáng. Chúng ta là tinh chất của ánh sáng. Ngôi lời cũng là ánh sáng, đó là lực chấn động. Ánh sáng trong hình thức cô đặc hơn thì trở thành âm thanh. Âm thanh cũng giống như âm điệu ở thế giới này, vì lý do đó mà chúng ta yêu âm nhạc, vì nó rất giống tiếng nhạc ở thiên đàng, rất giống thánh từ của Thượng Đế. Thứ ngôn ngữ trong vũ trụ mà khi nghe rồi chúng ta có thể hiểu được tất cả. Chúng ta hiểu được mọi thứ ngôn ngữ, chúng ta hiểu nhau và chúng ta thương yêu nhau. Chúng ta được bồi dưỡng, được tăng cường sinh lực bởi chấn động lực bên trong này, bởi thánh từ của Thượng Đế, âm nhạc của thiên đàng. Nhiều tới nỗi chúng ta trở thành một con người mới. Vì vậy mà nhiều người gương mặt sáng lên sau khi tâm ấn. Họ biến đổi hoàn toàn, đổi liền lập tức, tới nỗi nhiều khi tôi cũng không nhận ra họ trước và sau khi tâm ấn. Có khi sự thay đổi lớn lao như vậy đó. Rồi mỗi ngày, họ càng thiền nhiều thêm, họ càng trẻ ra, vì tất cả những tế bào đều đổi mới. Nên chúng ta trở thành giống như trẻ thơ, hồn nhiên hơn, thông minh hơn, tâm đơn thuần hơn. Chúng ta trở thành gần gũi với thiên đàng hơn. Thánh Kinh nói rằng, nếu không trở lại thành như trẻ thơ, thì không vào được thiên quốc. Muốn trở thành như trẻ thơ, thì phải qua quá trình gọi là rửa tội. Rửa tội bằng lửa của Đức Thánh Thần.
Thánh John có nói điều này. Chắc chắn là ta dùng nước để rửa tội, nhưng vị đến sau ta sẽ dùng lửa của Đức Thánh Thần để rửa tội cho các người. Lửa của Đức Thánh Thần là gì? Đó chính là Thượng Đế thanh tịnh hóa cho chúng ta, cầu thông chúng ta trở lại với Ngài, mang chúng ta là một phần tử, trở về với toàn thể, đem một giọt nước của biển nhập vào với trùng dương của tình thương mênh mông. Đó là lúc rửa tội. Rửa tội thật sự chỉ mất không đầy một giây đồng hồ và chúng ta lập tức ở trên thiên đàng, nơi mà chúng ta đáng lẽ phải ở. Bởi vì không có gì ngăn cách con người thật của chúng ta và Thượng Đế. Không bao giờ, ngoại trừ là sự chú ý, sự suy nghĩ rằng mình ngăn cách với Thượng Đế mà chúng ta cách xa Thượng Đế. Cho nên, tôi mới chỉ cho quý vị cách để mà quay sự chú ý của mình vào chỗ khác, về một cảnh giới khác. Lấy ví dụ, bây giờ tôi đang nhìn quý vị, tôi trông thấy quý vị, nên tôi không nhìn thấy gì ở đằng sau. Nếu tôi quay đầu lại, thì tôi sẽ thấy những gì ở đằng sau. Chúng ta có thể thấy được Thượng Đế khi còn sống, thậm chí có thể chọn giờ giấc để từ trần, chọn cảnh giới thiên đàng cho bản thân trước khi lên trên đó, giống như quý vị đi tới một văn phòng nào đó để xem những căn nhà khác nhau, coi căn nào tốt hơn cho mình. Tương tự như vậy, trong nhà của cha chúng ta có nhiều dinh thự, chúng ta có thể chọn một nơi tùy theo đẳng cấp hiểu biết và trình độ tâm thức của mình. Không bao giờ chúng ta ngăn cách với Thượng Đế cả, đó là điều tôi muốn nói cho quý vị biết, là điều tôi đã khám phá ra, chỉ trong một nháy mắt là chúng ta đã ở trong Thượng Đế. Một nháy mắt là chúng ta trở lại đây, một nháy nữa là chúng ta về lại thiên đàng. Nháy một cái nữa là chúng ta trở lại đây. Đôi khi ranh giới giữa thiên đàng và thế giới vật chất rất mờ, nên quý vị cứ ra vô ra, hay ở cả hai nơi cùng một lúc, giống như tâm thức của đa số minh sư. Cùng một lúc họ ở trong cả hai cảnh giới, họ đã thông thạo siêu thuật xóa bỏ ranh giới giữa thế giới vật chất và thế giới thiên đàng. Họ đã xóa bỏ được thời gian và không gian trong tâm thức của họ rồi, vì họ đã trở lại thành đồng một thể với Thượng Đế. Điều này giản dị đến nỗi mỗi người trong chúng ta đều làm được, vì ai cũng là Thượng Đế rồi, chỉ cần nhìn về hướng khác có vậy thôi. Tôi sẽ chỉ cho quý vị biết nhìn chỗ nào ở bên trong quý vị, cầu thông với Thượng Đế ở chỗ nào và Ngài đang ngự ở đâu. Nếu Ngài ngự trong tâm chúng ta thì đó là ở đâu? Bên trong. Vậy thì phải quay vô trong chứ không phải quay ra ngoài. Quay ra ngoài thì chúng ta thấy hiện thân của Thượng Đế qua thực chất, thấy Thượng Đế trong xác phàm đang đi lại, đang ngồi đằng sau, ngồi bên cạnh, thương yêu mình về phương diện vật chất, ăn uống với mình, nói chuyện vui với mình, cười với mình. Bên trong, chúng ta nhìn thấy thực chất của tất cả những sáng tạo trong trời đất, Thượng Đế thật sự là như thế nào. Thượng Đế là phi vật chất, nhưng có hàng ngàn triệu hình dạng. Thượng Đế không tên, nhưng được gọi bằng hàng ngàn cái tên dịu ngọt. Giống như chúng ta kêu người mình yêu là mật ngọt hay cưng của tôi, bánh táo của tôi, cục đường của tôi, viên kẹo của tôi. Hay nửa kia của tôi, nửa tốt hơn của tôi, người tôi cưng nhất, người yêu của tôi. Bất kỳ cái tên gì, nhiều khi quý vị đặt ra một cái tên nào đó để mà gọi người thương. Thí dụ như có người gọi vợ mình là bún của anh, cũng được. Thậm chí còn có người gọi Thượng Đế là cô dâu, người yêu muôn thuở, hay vị hôn phối chung thủy. Tên nào cũng được vì chúng ta thương Thượng Đế vô cùng và Ngài thương chúng ta vô hạn. Chúng ta đồng một thể cho nên gọi Ngài bằng danh xưng nào cũng được. Nhưng tất cả mọi người đều phải thật sự đoàn tụ với người thương này thì mới tốt. Nói nhiều tới vị hôn phối tương lai hay chồng sắp cưới mà không kết duyên, không kết hợp thì cũng chẳng ăn nhầm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ thể nghiệm được hạnh phúc hôn nhân nếu không bao giờ được gặp người chồng mà mình nghe nói tới hoài. Cũng vậy, tất cả những gì mình nói về Thượng Đế, ví dụ như giới thiệu hay tán dương Thượng Đế, thì cũng giống như một bài ca nghe mát tai, dịu linh hồn. Những linh hồn muốn được sự thể nghiệm cụ thể hơn
thật sự mặt đối mặt với Thượng Đế, và điều này tôi có thể giúp quý vị được. Thượng Đế thương quý vị rất nhiều. Sự vô vị kỷ và vô tư khiến tất cả trở nên tuyệt diệu. Quý vị chỉ cần thành tâm rồi mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Và đừng trông mong gì cả, quý vị chỉ nên làm bởi vì quý vị thích làm việc giúp người khác, như vậy sẽ trở thành tuyệt diệu. Tất cả mọi việc đều như thế, nhưng người ta vẫn chưa học được điều này, hay ít nhất là nhiều người chưa học được, đó là do ngã chấp cản trở. Nếu quý vị làm tất cả mọi việc như vậy, không có ngã chấp và không có ẩn ý đằng sau, chỉ là một cách vô điều kiện và vì lợi ích của người khác, không phải vì cho chính mình, và thậm chí cũng không mong cầu sư phụ sẽ đến, không hy vọng được phước báo hay sự gia trì của Thượng Đế, không một thứ gì cả, thì rất tuyệt diệu. Quý vị sẽ cảm thấy rất sung sướng tham gia vào một đoàn thể như vậy, để giúp đỡ hay giao tiếp với những loại người như vậy. Tôi rất thích như thế. Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều có thể trở nên như thế, cũng cùng một tình trạng khi có những người khác nhau hỏi cùng một câu hỏi. Đôi khi có người khiến tôi cảm thấy rất bực bội, nhưng người khác thì không. Đó là do tính vô vị kỷ, sự vô tư khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Dù có thể là cùng một câu hỏi, nhưng với mục đích khác, hay do sự thuần khiết bên trong khiến cho người ta cảm thấy vui hay không. Cách chúng ta làm việc cũng vậy. Hành động của mình khiến cho người khác cảm thấy muốn hay không muốn tham gia, giúp đỡ hay thậm chí xem chúng ta. Chúng ta đều biết như vậy, nhưng không phải tất cả mọi người đều thực hành được. Đó là vấn đề. Ngã chấp. Luôn luôn muốn làm vì danh lợi, vì tiền của, vì bất cứ lý do gì, hay thậm chí để được phước báo từ trên trời. Đó không phải là cách làm việc chính đáng. Chúng ta phải làm việc vì thích làm việc, để chia sẻ sự tốt lành với người khác, để họ được hạnh phúc như chúng ta. Nếu có được lợi ích từ điều gì, chúng ta muốn người khác cũng được giống như vậy. Đó là mục đích duy nhất chúng ta nên có. Nhưng chẳng may, một số người trong chúng ta chưa học được điều này, ngay cả những người tu đã lâu rồi. Mặt khác, một số người tuy mới nhưng học rất nhanh, có thể bởi vì họ đã tu hành từ nhiều kiếp trước, họ rất tự nhiên, tinh khiết và vô vị kỷ. Được giải thoát khi nhìn Minh Sư một thoáng. Nếu vị Minh Sư muốn làm điều gì, điều đó sẽ được hoàn thành, không phải theo cách suy nghĩ của chúng ta trong thế giới, mà là trong tâm linh. Minh Sư chăm sóc cho mọi người bằng cách thức vô hình. Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ, người ta rất kính trọng các vị thầy và Minh Sư. Họ rất mong mỏi được gặp, được nhìn Minh Sư dù chỉ một thoáng. Tôi có biết một vị Minh Sư Ấn Độ đã giảng sinh trong thập niên năm 1940. Ngài thường du hành bằng xe lửa khi còn sống. Một hôm, có một người đàn ông đang làm ruộng trên cánh đồng phía bên phải xe lửa. Và vị Minh Sư vừa nhìn ra cửa sổ vào lúc đó, thì người này bất chợt nhìn lên cùng một lúc, chỉ một giây, rồi xe lửa đi qua. Và 3 ngày sau, ông này qua đời. Và ông thấy vị Minh Sư hiện đến dẫn ông đi lên trước khi chết. Và ông nói với tất cả mọi người chung quanh, tôi thấy vị Minh Sư như vậy hiện ra. Ngài đã đến và Ngài nói rằng Ngài sẽ đưa tôi đi lên. Và ngẫu nhiên khi đó có một người đệ tử của vị Minh Sư ở cạnh bên người đàn ông này. Khi nghe lời diễn tả của ông, người đệ tử hỏi, có phải Ngài giống như trong hình này không? Và người đàn ông nói, phải. Chỉ một thoáng nhìn và ông đã được giải thoát. Trong phong tục Phật giáo, chúng ta cũng có nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Thí dụ như, khi Địa Tạng Vương Bồ Tát còn tại thế, Ngài hứa rằng sẽ chăm sóc cho bất cứ ai, chỉ nghe đến danh Ngài. Vì vậy, phương cách của các bậc Bồ Tát hay các vị Thánh là vô giới hạn. Chúng ta không thể phán đoán hay hiểu được, hoặc thậm chí có thể nhận biết được. Chúng ta đồng nhất với Thượng Đế Tánh. Thượng Đế là hào quang sáng hơn hàng ngàn mặt trời hợp lại. Thượng Đế là tiếng nhạc tràn ngập linh hồn chúng ta bằng tất cả sự hạnh phúc và mãn túc,
Bất kể là chúng ta đang ở đâu, thuộc chủng tộc hay quốc gia nào, thuộc quá trình hay tôn giáo nào. Và nếu chúng ta muốn sờ chạm vào Thượng Đế, như là sờ chạm vào một trong số chúng ta, Ngài thậm chí cũng hiện thân thành một trong số chúng ta. Thí dụ như Chúa, Phật, Mohammed, những đạo sư Sikh hay Krishna, đây là những hiện thân cá nhân, riêng biệt của Thượng Đế để cho chúng ta yêu thương, để chúng ta được thấy, chạm vào và tin tưởng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể liên lạc với những minh sư này khi chúng ta nâng ý thức của mình lên cảnh giới của các ngài, cao hơn ý thức vật chất của hành tinh này. Nếu tôi có thể làm được, quý vị cũng làm được. Nếu những anh chị em của đồng tu chúng tôi làm được, quý vị cũng làm được. Và điều này đang xảy ra ngay bây giờ, không phải là hàng ngàn năm trước. Bởi vì tin vui là chúng ta là một trong hệ thống này. Chúng ta đồng nhất với Thượng Đế Tánh, chúng ta đồng nhất với tất cả những gì mình có thể thấy hay mơ ước hay tưởng tượng. Chúng ta là những điều đó. Thể nghiệm Thượng Đế mỗi ngày ở tất cả mọi nơi. Thượng Đế không phải chỉ được thể nghiệm qua trung tâm mắt huệ hay trung tâm âm thanh thiên đàng, mà còn được thể nghiệm mỗi ngày với tất cả mọi sự vật. Với hơi thở, cơ thể, cảm giác, trí tuệ, tình cảm, với thái độ tinh thần và với tất cả mọi người chung quanh. Bởi vì Thượng Đế ở khắp mọi nơi nên Ngài đem đến cho quý vị thể nghiệm và phép lạ mỗi ngày, mỗi lúc. Quý vị chỉ cần chú ý mà thôi. Và nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta chỉ chờ Thượng Đế xuất hiện trong thiền định, nhưng Thượng Đế không phải như vậy. Cho nên trong thiền định, có thể là chúng ta có một thể nghiệm yên tịnh hơn với Ngài. Nhưng hầu hết thời gian, Ngài đều gia trì cho chúng ta hàng ngày ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, có khi quý vị không nhận biết. Có khi lẽ ra là quý vị bị tai nạn, có vẻ như quý vị suýt bị đụng xe. Nhưng ai là người lái xe quý vị lệch đi nơi khác? Hoặc là xoay chiếc xe kia lệch đi nơi khác để xe quý vị được an toàn. Đây là những lúc chúng ta để ý thấy Thượng Đế có ở đó. Nhưng rồi chúng ta nghĩ, ồ, đó là chuyện ngẫu nhiên. Hay là có khi tìm được một công việc tốt ngoài sự tưởng tượng và chúng ta nghĩ, ồ, đây lại là một sự trùng hợp nữa. Nhưng không, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, Ngài luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ quý vị biết điều này rất rõ. Cho nên, đừng cứ mong rằng Thượng Đế xuất hiện trước quý vị chỉ qua trung tâm mắt huệ mà thôi. Ngài lúc nào cũng xuất hiện cả. Cầu thông trực tiếp với Thượng Đế dẫn đến sự hợp nhất tuyệt đối. Thượng Đế không có hình dáng, dù rằng Ngài có thể hiện qua hình dáng vật chất và siêu nhiên để chúng ta có thể gắn bó chặt chẽ với Ngài, để nói chuyện và thậm chí than phiền với Ngài. Chúng ta cũng có thể nghe lời dạy dỗ của Ngài và trở nên sáng suốt hơn để có thể chăm sóc những vấn đề hàng ngày của mình một cách tốt đẹp hơn. Và đó là cách chúng ta trở thành những người thánh thiện và có trí huệ. Thời xưa, người ta trở thành người thông thái từ sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế hay qua sự dạy dỗ trực tiếp từ đấng tối cao. Cho nên vào lúc ban đầu, khi chúng ta mới biết Thượng Đế, Ngài có thể hiện thân đến chúng ta bằng ánh sáng, hay nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ trần gian hay qua trực giác trong trí óc. Nhưng sau đó, Ngài sẽ đưa chúng ta lên cao hơn và cao hơn, cho đến khi chúng ta trở thành đồng nhất với Ngài. Và đó là lúc chúng ta có thể tuyên bố, ta và cha ta đồng nhất thể, theo cùng một cách mà Đức Chúa Giêsu đến với Thượng Đế. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Trung tâm San Francisco ngày 25 tháng 8 năm 2002. Nguyên văn tiếng Anh. Băng thâu hình số 748. Bản tin số 156.